Xin chào mọi người. Hôm nay thì Nấm chia sẻ cho mọi người cái công việc hàng ngày. Thì mọi người đang xem đó là môi trường lỏng nhân giống mà bên Nấm đang làm xong, chuẩn bị làm cái miệng ở trên và hấp là xong. Khi làm thì mọi người kiểm tra cho kỹ, đó là môi trường lỏng nha. Thì pH mà Nấm thường hay dùng á thì thường là pH 6.8 đến 7 là đẹp nhất. Thì tùy mọi người có mỗi cái cách làm riêng. Ví dụ có người thì thích pH 6.5, có người thích pH 7.2 cũng được. Nhưng mà Nấm làm cái 6.8 đến 7. Thì đo ở đây thì hầu như chai nào cũng như chai nói, thì nó một cái bồn mà mình đo một cái bồn tổng thì mình chiết ra thôi, nó cũng như nhau thôi. Thì Nấm chia sẻ cái pH mà là môi trường lỏng. Tùy mỗi loại nấm mà có mỗi môi trường pH khác nhau nha. Ví dụ như đông trùng hạ thảo thì pH nó 6.2 đến 6.4 là đẹp. Còn bào ngư thì Nấm thấy 6.5 đến 6.8 là đẹp. Còn rôm thì 7 chấm là đẹp. Tùy kinh nghiệm mọi người chiến đấu, thực chiến nhiều rồi thì mọi người sẽ nhận ra các cái vấn đề mà tốt nhất. Còn đây là môi trường thật. Đây, VDA. Rồi, đây, chai to, chai nhỏ. Thì hôm nay hết chai nhỏ rồi, còn có mấy chai thì Nấm lấy chai lớn Nấm làm. Thì trong kho thì lớn nhỏ gì cũng tùm lum hết, đụng chai nào làm chai đó. Thì chai lớn thì nó có một cái như thế này, nó tốn nhiều môi trường hơn. Nếu mà chai lớn nó có cái lợi là khi phủ bề mặt á thì nó rộng thì cái tơ Nấm nó sẽ lâu ngày hơn. Nhưng mà lâu ngày thì bù lại thì nó dày tơ tốt hơn đó. Mọi người cũng đang tăng tốc sản xuất phôi. Hiện tại thì trong xưởng mọi người thấy không, kệ trống rất là nhiều. Là tại vì có đâu đi đó luôn. Thậm chí bữa giờ Nấm đi phôi, Nấm đi non luôn. Tại vì mình sản xuất không kịp cái đơn thì mọi người phải đi non. Với lại là họ quen rồi, tức là khách hàng họ quen đi non. Đây nè, còn lỡ cái kệ này đấy, cũng là đã đi rồi đó. Tức là vì khách quen họ kêu họ hồi giờ họ lấy nhiều rồi thì họ đi non cũng được, họ đi già cũng được, họ không quan tâm cái đó. Thì với lại là bên mình sản xuất thì chắc cũng trong cái quy chuẩn rồi thì chắc nó cũng ổn định chứ không có nên nổi nè. Trừ những yếu tố khách quan thôi, thời tiết hay là các cái vấn đề khác. Rồi chị em vẫn tập trung mà sản xuất tăng tốc hết cỡ, làm ngày làm đêm, có những đêm làm tới 12 giờ đêm luôn, về khỏi tắm rửa luôn, ngủ luôn. Nhưng mà ngủ riêng chứ đâu dám ngủ chung với chồng đâu. Ồ, đấy, mọi người thấy không? Mùng thì cũng tăng tốc mà về, mọi người thấy không? Mùng ngồi đó là bãi mùng. Đây thì chưa hấp, lò thì đang hấp. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người, cũng như là quý khách hàng đã ủng hộ Triển Nấm. Chúc quý khách hàng bội thu. Cảm ơn tất cả những anh em đã đăng ký theo dõi kênh. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.